Các chất trong câu nào sau đây đều làm mất máu dung dịch brom? Thế khí carbonic là CO2, CO2 không có làm mất máu dung dịch brom. Toang, được chưa? Metan là CH4, CH4 không có làm mất máu dung dịch brom. Toang. Propan, propan là C3H8, đúng không? C3H8 không làm mất máu dung dịch brom. Toang, được chưa? Ethylen, ethylen nhá, ethylen là CH2 nối đôi CH2 mất màu brom. Hơi mờ nhỉ. Đợi chúng mình tí. Hơi mờ. Thấy nó cứ mờ mờ là khó chịu. Ok. Divinin. Cháu divinin là cháu này. CH2 nối đôi CH gạch CH nối đôi CH2, cháu này là mất máu dịch brom bởi vì có nối đôi CC. Acetylen là CH nối 3CH, cháu này cũng làm mất máu dung dịch brom. Đúng chưa? Vậy là đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ở đây có bao nhiêu cháu đã và đang học và chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa học kỳ nào? Điểm danh cái nào. Bao nhiêu cháu đã và đang làm bài kiểm tra giữa học kỳ nào? Bao nhiêu cháu sợ nát bài kiểm tra giữa học kỳ, điểm danh cái xong tác mấy cái bạn sợ nát vào đây chúng mình xem nào. Chúng mình muốn rằng là trong cái lúc của chúng mình livestream, chúng mình rất là mong muốn là các cháu nhiệt tình học nhá. Đó là động lực để chúng mình có thể mà nhiệt tình dạy các cháu. Các cháu comment đáp án và các cháu share lại về tường để cho các cái bạn mà cũng bị mất gốc như các cháu có thể học được. Đấy chưa? Cái phần câu số 2 là cái phần mà học sinh hay là học sinh cấp 3 sợ nhất, là cho các anken có công thức sau. Tên gọi theo danh pháp IUPAC của anken sau là gì? Nhá. Đây gọi là tên gọi theo danh pháp IUPAC. IUPAC là theo danh pháp thay thế, được chưa? Được chưa? Là danh pháp thay thế. Thế bây giờ mình vẽ này nhé. C này. CH3 chia lên hai phát. Vậy đây là CH3 chia hai phát thì thằng này có một C này, thằng này một CH3 chia ở đây này. Vào C này, nối đôi C này, CH5C C này. C này, CH5 này, CH3 này, được chưa? Thế thì để mà gọi tên chuẩn nhá, để mà gọi tên chuẩn. Chào hello chào các cháu nhá. Để mà gọi tên chuẩn thì bước 1 chúng ta phải chọn được mạch chính chuẩn. Mạch chính chuẩn được chọn là khi và chỉ khi mạch chính chứa liên kết đôi CC và là mạch dài nhất. Thế vậy đây, đây là mạch chứa liên kết đôi CC và là mạch dài nhất, được chưa? Đánh số thì đánh số từ nguyên tử carbon gần carbon chứa nối đôi nhất. Nếu đánh số đây là 1 2 3, đây là 1 2 3 4 5 6 7. Nếu mình đánh số ngược lại là 1 2 3 4 không được, đúng không? Đây thằng này là nhiều, gần nhất rồi. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy này. Tại vị trí carbon số 2 và tại vị trí carbon số 5 chúng ta có hai nhóm CH3 là dimetin. Được chưa? Tại vị trí carbon số 4 là etin. Vậy E đọc trước, vậy mình sẽ đọc là 4 etin. 4 etin ạ. À. Được chưa? 4 etin này, tiếp tục này, đây là 2 này, đây là 5, vậy là 2,5 dimetin, 2,5 dimetin. Mẹ em phải bón phân hóa học heptan. Heptan. Được chưa? 4 etin, 2,5, 4 etin, tất cả đều sai rồi. Đây, 4 etin này, 2,5 dimetin heptan. Được chưa? Và ở đây chúng ta nhìn thấy là không có thằng nào thỏa mãn là 4 etin và 2,5. Được chưa? Và 2,5 dimetin heptan. Được chưa? À sorry, không phải heptan mà là hep 3N. Hep 3N. Được chưa? Tưởng anh này được nhưng không được. Đây là phải là 2,5 chứ không phải là 2,6. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án A, à, tất cả đều sai. A, à, tất cả đều sai. Thấy chưa? Câu số 3. Câu số 3. Hợp chất 5 metin hex 2 in ứng với công thức tổng quát là. Hợp chất 5 metin hex 2 in ứng với công thức tổng quát là mình phải viết được ra hex. Mẹ em phải bón phân hóa, hex là 6 carbon 1 2 3 4 5 6, 6 carbon. Ok chưa các cháu? Có 6 carbon nhá. Tổng cộng là có 6 carbon này. Ok. Có 6 carbon này. 52 in 1 2, đây là 2 in này. 5 metin 1 2 3 4 5 6. 5 metin, đây C nữa. Ok, vậy công thức tổng quát của nó, đây là thằng nào nhỉ? Đây là thằng ankin, được chưa? Đây là thằng ankin. Bởi vì thằng này là thằng ankin
Nên là ta sẽ có là gì nhỉ? Thằng ankin thì ta sẽ có cái gì? À, nó là công thức tổng quát của ankin. Bởi vì nó là công thức tổng quát của ankin nên nó sẽ là CnH2n trừ 2. Ok chưa? Công thức tổng quát của ankin nó là CnH2n trừ 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, CnH2n trừ 2 các cháu nha. Nhớ chưa? Đấy, bởi vì là hoàn toàn mình sẽ có là công thức tổng quát đằng này là 1 2 3 4 5 6 7 C7H, các cháu đếm hero nhá. C7H mười mấy ạ? H12. Ok. Đấy nhá, rất là dễ rồi. Câu số 3 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 3 đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 4 nhá. Câu số 4. Điều kiện nào để ankin tham gia vào phản ứng thế bằng ion kim loại? Điều kiện nào để ankin tham gia vào phản ứng thế bằng ion kim loại? Thế thì điều kiện để mà một anh ankin ấy thực hiện được phản ứng thế ion kim loại thì ở bên trong cái cuốn sách hữu cơ lớp 11 của chúng mình ta nói cực kỳ kỹ, đúng không? Điều kiện để ankin tham gia phản ứng thế là gì ạ? Là bắt buộc nó phải có hiđro linh động. Hiđro linh động. Ok chưa? À, để điều kiện để có hiđro linh động thì khi và chỉ khi hiđro đấy đính vào carbon chứa nối 3 các cháu ạ. Được chưa? Hiđro đấy đính vào carbon chứa nối 3. Và hiđro đấy đính vào carbon chứa nối 3 vậy thì nó phải là ankin có liên kết 3 ở đầu mạch. Được chưa? Ankin có liên kết 3 đầu mạch. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C, có liên kết 3 đầu mạch. Đáp án đúng đáp án cỏ C. Câu số 5. Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước vào bút 1N. Sản phẩm chính của phản ứng cộng nước vào bút 1N là, đây, nước này cộng vào bút 1N. Bút 1N đây. Được chưa? Bút 1N đây. Đây là bút này, 1N này. Được chưa? Cộng nước vào. Thế thì khi mà thực hiện phản ứng cộng ấy, C này, C này, C này, C này chia hai cái vẫy ra. Nối đôi bị đứt chia hai cái vẫy ra. Đúng chưa? Một thằng cắm vào đây, một thằng cắm đây. H2O thì nó bản chất nó là HOH, được không? Bản chất nó là HOH. Thì các cháu nhìn nhá, H là bình thường, OH là chân dài, đúng chưa? Chân dài thì ưu tiên cộng với đại gia. Được chưa? Vậy đây là đại gia này, vậy OH cắm đây, đây là H. Vậy đây là sản phẩm chính, các cháu nhớ nhá, chân dài thì ưu tiên cộng với đại gia, chúng mình đã nói rất nhiều rồi, nó là quy tắc thế, được chưa? À, quy tắc cộng, được chưa? OH đây đặt đây là x, đây chân dài ưu tiên cộng với đại gia, vậy đây là sản phẩm chính. Vậy mình đọc nhá, 1 2 3 4, các cháu yếu nhất là phần đọc. Ok, hai gì ạ? Đây này, mẹ em phải bón butan, được chưa? Mấy on ạ? 2 on. Butan 2 on, rất nhiều cháu chọn là butan 1 on. Các cháu lưu ý đây là sản phẩm chính, được chưa? Sản phẩm chính thì nó phải là butan 2 on các cháu nhé. Butan 2 on. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Câu số 6. Câu số 6. Hãy chọn đáp án đúng. Câu số 6. Hãy chọn đáp án đúng. Câu số 6. Hãy chọn đáp án đúng nào. Các cháu thử chọn xem là chọn đáp án nào đúng nào. Các cháu thử xem xem là đáp án nào đúng. C2H4 và C22 phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây? Phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây nhé. CH4 là CH2 nối đôi CH2. Được chưa? CH2 là CH nối 3CH. Thằng này có liên kết đôi, thằng này có liên kết 3. Vậy thì cả hai thằng đều có khả năng phản ứng cộng, mất màu dịch nước brom và mất màu dung dịch thuốc tím. Nhưng chắc chắn cả hai thằng này đều không cộng CO2. Ok. Đấy. Tiếp tục này, bọn này thì đều có làm sao mà ăn được NaOH đúng không? Bỏ tiếp này. Thằng acetylen có hiđro linh động thì tác dụng được với AgNO3 trong NH3, chứ còn thằng ethylen thì không có liên kết 3 linh động nên không thể tác dụng được với AgNO3 nên toang nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta này, cả hai này đều có nối đôi CC nên đều ăn được brom, đều ăn được HCl. Được chưa? Mất màu dung dịch thuốc tím không ạ? Có, thằng này có nối đôi, thằng này nối 3 đều là mất màu dung dịch thuốc tím. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, đây chúng mình thấy hôm nay là các cháu học khá là nhiệt tình đấy. À, các cháu chú ý rằng là giúp chú tác các bạn bị mất gốc vào trong video live stream này để cho các cháu, để cho các bạn có thể học ổn môn hóa hơn nhé. Đấy là cũng là mong ước của chúng mình. Ok, câu số 7. Câu số 7. Nếu chỉ dùng, câu số 7 đề bài hỏi chúng ta là nếu mà chúng ta chỉ có dùng
AgNO3 trong dung dịch NH3. Nếu chỉ dùng AgNO3 trong dung dịch NH3 làm thuốc thử thì phân biệt được những thằng nào sau đây? Được chưa? Nếu chỉ dùng AgNO3 trong NH3 làm thuốc thử thì mình chỉ có thể sử dụng được, nhận biết được bọn nào sau đây nhá. Thế giờ xem là nhận biết được bọn nào trong này. Ta có này, AgNO3 bây giờ mình có đầu tiên là bút một in và etan. Bút một in và etan xem nào. Bút một in và etan nhá, AgNO3 trong NH3. Đây AgNO3 trong NH3 mà vào bút một in mình phải vẽ là bút một in ạ. Đây. Đây là bút một in có hydro linh động. Được chưa? Và etan là C2H6. Thế thì ngay tức anh này có hydro linh động thì ngay tức nó tác dụng với AgNO3 trong NH3 để tạo thành Ag C nối 3 C gạch C gạch C kết tủa màu vàng. Không hiện tượng. Ok? Vậy là nhận biết được đúng không? Vậy nhận biết được, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Chúng mình thấy là nhiều cháu chọn đáp án D, chúng ta thử xem đáp án D có gì nhá. D là bút một in. Vẫn là bút một in. Và propin. Propin các cháu ạ. Đây các cháu nhìn nhá. Nếu sử dụng AgNO3 trong NH3 với hỗn hợp này thì anh này kết tủa vàng, anh này cũng kết tủa vàng, không có nhận biết được nhá. Được chưa? Cả hai anh đều là kết tủa vàng thì chúng ta không thể nào mà nhận biết được. Được chưa? Đấy các cháu để ý nhá. Các cháu để ý nhá. Ok, mình có sang câu tiếp theo là câu số 8. Câu tiếp theo là câu số 8. Câu số 8. Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học? Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học? Nào các cháu lưu ý nào. Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học nhé. Lưu ý nhé, đề bài hỏi chúng ta là không có đồng phân hình học. Vậy điều kiện để có đồng phân hình học là C nối đôi C này, gạch R1 này, gạch R2 này, gạch R3 này, gạch R4 này. Và mình phải có là R1 khác R2, đúng không ạ? Ở đây mình phải có là R1 khác R2. Lịch like của chú Minh là 357 cháu nhé. R1 khác R2 và R3 khác R4. Lịch like cố định 357. Ok chưa? Thế bây giờ mình xem này. Ý A này, ý A xem có đồng phân hình học không này. Ý A này, C này, nối đôi C này, gạch H này, gạch CH3 này, gạch H này, gạch CL này. Thằng này khác thằng này, thằng này khác thằng này. Vậy chắc chắn nó có đồng phân hình học. A có đồng phân hình học, đề bài hỏi không. A có đồng phân hình học loại, vậy là cả ABC cũng loại. Mình sang đáp án B xem nhá. Mình sang đáp án B này. C này, nối đôi C này, CH3 này, CH3 này, H này, CH3. Ta nhìn này, H khác CH3. Nhưng CH3 với CH3 này trùng nhau. Bởi vì hai thằng CH3 này trùng nhau nên nó không có đồng phân hình học. Vậy chất B của chúng ta là chất không có đồng phân hình học các cháu nhá. Đấy, chất B của chúng ta là chất không có đồng phân hình học. Ok chưa? Hiểu bài chưa? Hiểu bài chưa? Câu số 9. Đây là đề kiểm tra giữa kỳ nhá, nên là nó khá là chắc củ đấy. Để điều chế ethylene thì dùng cách nào sau đây? Để điều chế ethylene, chú ý cho chú Minh là để điều chế. Điều chế thì thường hay để sử dụng trong phòng thí nghiệm, các cháu phải nhớ từ chốt là từ điều chế. Rất nhiều cháu chọn đáp án D. D là toang ạ. Bởi vì cracking từ dầu mỏ, có ai mang cracking từ dầu mỏ ở bên trong phòng thí nghiệm đâu ạ? Không có đúng không ạ? Lấy ancan tương ứng phản ứng đề hydro hóa cũng rất khó thực hiện trong phòng thí nghiệm. Được chưa? Vậy là thu từ hỗn hợp rượu ethylic và H24 đặc đây nhá. Trong phòng thí nghiệm thì người ta thường hay sử dụng là này, C2H5OH đi qua H2SO4 đặc 170 độ C để tạo thành C2H4 cộng H2O. Được chưa? Thì ở bên trong cái cuốn hữu cơ lớp 11, ở bên trong cái cuốn hữu cơ lớp 11 của chú Minh đã ghi rất rõ cái phần này, để chỗ mà điều chế bọn anken nhá, là chú Minh ghi cực kỳ rõ ở cái chỗ đoạn là điều chế anken đấy các cháu nhìn này. Đây, trong phòng thí nghiệm đây này, C2H5OH đi qua H24 đặc này để tạo thành CH2 nối đôi CH2 này, H2O, các cháu nhìn rõ chưa? Đấy, vậy đáp án đúng của chúng ta là gì nhỉ? Thu từ hỗn hợp rượu ethylic và axit H24 đặc ở nhiệt độ 170 độ C. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu số 10. Câu số 10. Trong những chất sau đây, chất nào không phải là ankadien liên hợp? Câu số 10. Trong những chất sau đây, chất nào không phải là ankadien liên hợp? Vậy ở đây 20:30 nhá.
20:30 các cháu nhé. Lịch live cố định của chú là 20:30, hôm nay chúng mình là 21 giờ. Trong những chất nào sau đây, chất nào không phải là alkaline liên hợp? Đây. Muốn giải được câu số 10 thì các cháu phải nhớ này. Hợp chất là alkaline liên hợp, để là alkaline liên hợp tương đương với điều kiện của alkaline liên hợp là gì ạ? Các cháu có nhớ không ạ? Điều kiện của alkaline liên hợp là hai liên kết đôi phải bị cách nhau bởi một liên kết đơn ạ. Hai liên kết đôi phải bị cách nhau bởi một liên kết đơn. Vậy ở đây chúng ta nhìn nhé. Đây, thằng này cách thằng này nhưng không phải một liên kết đơn. Rất nhiều liên kết đơn, bỏ. Thằng này chỉ có một liên kết đôi thôi, bỏ tiếp. Hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn, được. Được chưa? Đây hai liên kết đôi cạnh nhau, bỏ. Hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn, nhìn thấy chưa? Đúng là liên hợp luôn. Hai liên kết đôi cách nhau bởi một liên kết đơn, đúng chưa? Vậy mình có là cháu nào ạ? Cháu 3, cháu 6, cháu 5, 3, 5, 6 ạ. 3, 5, 6 là alkaline liên hợp. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án nào? Không phải. À đây hỏi là chất nào không phải là alkaline liên hợp ạ? Không phải thì là 1, 2, 4 tí chết đúng không? 1, 2, 4 là alkaline liên hợp. Không phải là alkaline liên hợp. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Được chưa? Rất nhiều cháu mắt lé như chú. Đây đề bài hỏi không phải cơ. Tí chết đúng không? Và quay xé bất ngờ của chú Minh. Câu số 11. Câu số 11. Khi hydro hóa C6H10 thì ta thu được isohexan. Ui dồi ôi, câu này hay dễ sợ luôn nhá. Câu này cực kỳ hay luôn và rất nhiều cháu toang ở cái câu này. C6H10 có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo có thể? Isohexan. C6H10 mà thu được C6H10 mà cộng với hydro mà thu được isohexan. Isohexan là cháu này ạ. Đây đúng không? Đây là isohexan đúng không ạ? C6H10 nó có dạng công thức là CnH2n-2 nên trong phân tử nó có 2pi. Vậy là bây giờ mình đi tìm là tất cả những thằng mà có 2pi mà trong phân tử mà có dạng cấu trúc mạch như này là được đúng không? Vậy đầu tiên mình đi tìm thành phần alkin, alkin là có 2pi đã. Đúng chưa? Alkin là điền liên kết 3 thì liên kết 3 không thể điền đây, không thể điền đây, không thể điền đây được. Đúng chưa? Vậy đây là đồng phân alkin số 1, đây là đồng phân alkin số 2. Và rất nhiều cháu đi chọn 2 nhưng rất tiếc là 2 không có đáp án. Và mình nghĩ đến là 2 liên kết pi, mình còn một đồng phân nữa là alkadien. Alkadien. Được chưa? 1 2 3 4 5 6 đây alkadien. Alkadien thì chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta phải cắm có 2 liên kết đôi, một liên kết đôi cắm đây, không thể nào cắm đây nữa. Đây là hàng số 3. Được chưa? Đây là hàng số 4. Được chưa? 4 cháu nha. Tiếp tục ạ. Chưa dừng lại đấy đâu ạ. 1, 2, 3, 4, 5 này. Nối đôi là cắm đây. Được chưa? Thì anh này là anh số 5. Nối đôi phải điền đây. Nối đôi phải điền đây là anh số 6. Các cháu nhìn rõ chưa? Hỏi là mấy công thức cấu tạo. Vậy là không xét đồng phân hình học nhá. Không xét đồng phân hình học. Vậy là chúng ta có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Xem còn thằng nào nữa không nhé. Xem nhé. Xem này, vẫn còn này. Đây ạ. Rất nhiều đứa tô 6 là toang ạ. Đây, chúng ta còn anh này nữa. Đây là anh số 7 ạ. Vậy là tổng cộng chúng ta phải có 7 cơ. Được chưa? Tổng cộng chúng ta phải có 7 cơ. Đấy, chúng mình thấy là có một vài bạn comment đúng thôi ạ. Một câu này cực kỳ hay luôn. Câu cực kỳ hay. Rất nhiều cháu toang ở cái câu này ạ. Rất nhiều cháu toang ở cái câu này. Chú ý nhá, đây là một câu lừa và rất hay có ở bên trong đề thi cũng như đề kiểm tra của các cháu. Các cháu lưu ý nhá, hết sức lưu ý nhá, lừa câu này là toang. Các cháu có thể tô là 6, có thể tô là 4 nhưng đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án 7 cơ. Ok. Sang câu 12. Câu 12 cũng là một trong số các câu rất rất hay thi ạ. Câu 12 cũng là một trong số các câu rất rất hay thi ạ. Rất là cảm ơn các cháu đang theo dõi video livestream chú Minh. Rất là mong muốn là các cháu đang theo dõi video livestream này giúp chú Minh tag tất cả các bạn học kém hóa hay thích học hóa của các cháu vào trong video livestream này. Ok. Nào mình có này, CH nối 3 CH cộng với lại nước. Thì mình có này. Đây nhìn nhá, CH này nối 3 này, CH này cộng với lại HOH. Ok. Thế thì liên kết 3 này đứt ra thì chỉ hai cái vạch ra. Đây, chỉ hai cái vạch ra. Được chưa? Hai cái này đối xứng với nhau thì H cắm đâu cũng được mà OH cắm vào cái chỗ còn lại cũng được. Được chưa? Thì do OH cắm vào liên kết đôi không bền nên nó ngay lập tức chuyển thành CH3, CHO các cháu nhé. Ngay lập tức chuyển thành CH3, CHO, CH3 chó. Đây là một con chó.
Vậy thì đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C, và câu này rất hay thi ạ. Mà kể cả các cháu phải chú ý cái câu này cho chú Minh, là cứ OH đính vào carbon, còn nôi đôi thì ngay tức chuyển thành CH3 CHO, thì để sau này mình còn học lớp 12 ạ. Cái này rất là quan trọng với lớp 12 ạ. Đấy, thế nên là chúng mình phải nói rất kỹ cái chỗ này cho các cháu. Câu số 13 nhá. Câu số 13 nào. Số đồng phân ankin của C5H8. Lưu ý để bài nói là ankin của C5H8 nhá. Có phản ứng tạo kết tủa với AgNO3 trong NH3. Điều kiện để tạo được kết tủa với AgNO3 trong NH3 thì tương đương là nó phải là gì ạ? Nó phải là an một in, hay nói cách khác là ankin có liên kết ba đầu mạch, có liên kết ba đầu mạch. Đấy. Được chưa? Thế thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có, bây giờ mình đi vẽ thằng C5H8 xem có bao nhiêu đồng phân có liên kết ba đầu mạch. Một đầu tiên là mạch chính C5. Đây, một cháu ạ. Một cháu ạ. Thứ hai là mạch chính là mạch C4 ạ. C4 ạ. C4 thì liên kết ba không điền ở đây được, bởi vì nó đang hóa trị 3 rồi, điền thêm 2 nữa là hóa trị 5. Toang ở đây, không ở đây, không ở đây được. Đây. Cháu này là cháu số 2 ạ. Ok ạ. Xem còn cháu nào nhá. Đây mạch C3 này. Đây. Hết chưa? Hóa trị 4 ạ. Không có ạ. Vậy là mình có 1 2. Vậy là số đồng phân ankin của C5H8 có phản ứng tạo kết tủa dung dịch AgNO3 trong NH3 là chỉ có mấy thôi ạ? 1 2 cháu thôi ạ. Hai cháu, vậy đáp án đúng là đáp án D. Hai cháu. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài không ạ? Chú Minh giảng này có nhanh quá không? Chú Minh giảng bài này có nhanh quá không các cháu ơi? Nào chúng ta tiếp tục nha, chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 14. Câu tiếp theo câu số 14. Dẫn 5,6 lít acetylen ở điều kiện tiêu chuẩn qua dung dịch AgNO3 trong dung dịch amoniac thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là, xem nào, 5,6 lít acetylen CH nối 3 CH, nó 5,6, chúng ta tìm được số mol bằng 5,6 chia cho 2,4 nhá. 5,6 chia 2,4 bằng bao nhiêu ạ? 5,6 chia 2,4 bằng 0,25 mol. 0,25 mol các cháu nhá. 0,25 mol đi qua dung dịch Ag. Ui cái này rất hay này. AgNO3 trong NH3 này, rất nhiều cháu bị nhầm chỗ này. Nhìn chú ý nhá, anh này có mấy hydro linh động ạ? Một, hai hydro linh động. Nên hai hydro này phải bị thế bởi hai phân tử bạc, hai nguyên tử bạc. Để nó tạo thành gì ạ? Để nó tạo thành AgC nối 3C Ag. Ok. À, chú Minh dặn này, chú Minh thấy là có rất nhiều cháu là kêu vào trễ live stream của chú Minh, thì chú bảo này các cháu tương tác với chú Minh thật nhiều để mà sắp tới khi mà chú Minh live stream thì các cháu sẽ nhận được thông báo từ chú Minh nhá. Nhưng mà phải tương tác, ngày nào cũng phải tương tác ạ, bởi vì là Facebook giờ nó đổi thuật toán, ngày nào cũng phải tương tác thì mới nhận được thông báo live stream nhá. Vậy ở đây chúng ta có này, số mol của acetylen là 0,25, vậy cháu này là 0,25. Được chưa? Thì thu được m gam kết tủa, vậy đây là kết tủa. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của m. Đây là 1,08 cộng với lại 12. Được chưa? Được bao nhiêu nhân 2? Nhân 0,25 bằng 60 gram ạ. Kết quả chúng ta là 60 gram ạ. 60 gram, vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Đấy, rất nhiều cháu toang bị nhầm nhá. Cố gắng đừng bị nhầm cái câu này. Được chưa? Cố gắng đừng bị nhầm cái câu này. Team của chú Minh là học châu chất nhá. Được, cố gắng đừng bị nhầm. Có rất nhiều cháu đang đăng ký, có rất nhiều bạn đang học cái lớp live VIP của chú Minh rồi. Cháu nào mà muốn đăng ký vào học lớp live VIP của chú Minh thì inbox cho chú Minh nhá. Chúng mình có lớp live VIP dành cho 2K3, cực kỳ xịn sò luôn. Câu số 15. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankin. 2,24 lít ankin. Vậy ankin chúng ta là công thức tổng quát là CnH2n trừ 2. Chúng ta tìm được số mol ankin là 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Đốt cháy hoàn toàn thì mình thu được CO2, mình tìm được số mol CO2 bằng 8,96 chia cho 2,4 thì bằng 0,4. Ờ thế ngon. Thế hoàn toàn chúng ta tìm được số nguyên tử carbon sẽ chính bằng là 0,4 chia 0,1 thì bằng 4 nhỉ. Được chưa? Vậy là carbon của nó là 4. 1, 2, vứt. 1, 2, 3, vứt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 4 carbon. Tiếp tục này. X tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 các cháu ạ. Do X tác dụng được với AgNO3 trong NH3 nên chắc chắn là thằng này phải có hydro linh động. Cháu này không có hydro linh động, toàn cháu này có hydro linh động, lấy đáp án B luôn. Ngon lành cành đào luôn. Ngon lành hơn cả cành đào luôn. Nhá, cực kỳ ngon. Dễ ợt, đúng không? Câu số 16. Hóa chất có dấu và dấu hiệu dùng để phân biệt bút bột in và bút hai in. Thế thì đây này, các cháu nhìn ở trong cuốn sách của chú Minh, trang số 26 chú Minh ghi rất rõ này. Phản ứng của an một in dùng để phân biệt an một in với an ken và an can. Nhìn thấy chưa? Đây an một in là có liên kết
ba ở đầu mạch, nhìn rõ chưa? Đấy, để phân biệt nhá. Vậy ở đây chúng ta có này, hóa chất để phân biệt bút 1 in và bút 2 in. Hóa chất để phân biệt bút 1 in và bút 2 in. Bút 1 in này, đây là bút 1 in này. Đây, cháu này là bút 1 in, đúng không? H. Bút 2 in này. 1 2 3 này. Đây được chưa? Không có H liên kết với lại hydro linh động. Vậy ở đây chúng ta dùng ngay là AgNO3 trong NH3 các cháu nhé. Có hydro linh động kết tủa màu vàng. Có đánh này, không có kết tủa màu vàng. Hello các cháu ơi, đây có bạn Trần Tín bạn hỏi là hydro linh động là sao? Hydro linh động là hydro đính vào carbon chứa liên kết 3. Đây, hydro này đính vào carbon chứa liên kết 3 là hydro linh động các cháu nhé. Cứ nhớ như vậy thôi là mình làm được bài tập luôn. Vậy mình có này, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, còn mất màu thì cả hai thằng này đều mất màu. Cháy thì cả hai thằng này đều cháy. Mà dung dịch brom thì cả hai thằng này đều là mất màu, nên là chẳng có phân biệt được. Chỉ có AgNO3 trong NH3. Vậy kinh nghiệm sau này mình cứ nhìn thấy bọn an một in là mình sử dụng AgNO3 trong NH3. Nhớ chưa? Nhớ lời dặn của chúng mình nhá. Câu số 17 này. Câu số 17. Khí ethylene có lẫn khí SO2. Khí ethylene có lẫn khí SO2. Đây, ethylene là CH2 nối đôi CH2 có lẫn khí SO2. Để loại bỏ SO2, có nghĩa trừ thằng SO2 đi, thì phải dẫn qua một thằng nào đó mà làm sao ạ? Mà tác dụng được với SO2 nhưng không tác dụng được với thằng CH2 nối đôi CH2. Vậy chúng ta không thể sử dụng brom được, brom tác dụng với cả hai thằng. Không thể sử dụng KMnO4 được, mà KMnO4 tác dụng với cả hai thằng. Được chưa? Không nên sử dụng K2CO3 bởi vì K2CO3 tác dụng với SO2 nhưng lại sinh ra khí CO2. Vậy ở đây chúng ta chỉ nên sử dụng KOH. Bởi vì làm sao ạ? KOH hấp thụ SO2, đúng chưa? Và không hấp thụ ethylene nên nó sẽ nhả thằng ethylene ra. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, dung dịch KOH các cháu nhá. C, dung dịch KOH. Bắt đầu bây giờ mình sang phần bài tập. Bắt đầu bây giờ mình sang phần chiến, phần bài tập đây. Và những câu bài tập rất rất cứng. Đùa đấy thôi, thực ra dễ mà. Câu 18. Cho 11,2 lít, cho 11,2 lít hỗn hợp gồm một anken và một ancan và hai ancan. Vậy ở đây mình phải nhớ được cái công thức tổng quát. 11,2 chia 2,4 thì bằng 0,5 mol các cháu nhá. Vậy mình có này, một anken, mình có công thức tổng quát của anken của mình là CnH2n. Hai ancan, công thức tổng quát của hai ancan là CmH2m cộng 2 đi qua bình đựng dung dịch brom. Dung dịch brom. Thế đi qua bình đựng dung dịch brom thì nó giữ gì lại ạ? Nó giữ thằng anken lại, nó giữ thằng CnH2n lại. Ok chưa? Và do nó giữ thằng CnH2n lại, vậy thì nó thoát ra gì ạ? Nó thoát ra thằng ancan là CmH2m cộng 2, do là hai ancan nên là m trung bình. Đề bài bảo này, thấy mất vát mất màu vừa đủ số mol brom. Số mol brom phản ứng là 1 nhân 0,2, vậy số mol brom phản ứng là 0,2. Được chưa? Chúng ta lưu ý rằng là một anken thì ăn một brom. Vậy mình có số mol anken bằng chính bằng số mol brom 0,2. Thế mà tổng số mol là 0,5, anken chúng ta là 0,2 rồi. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của ancan là 0,5 trừ 0,2 bằng 0,3. Ok, 0,3, vậy hoàn toàn chúng ta tìm được là khí thoát ra khỏi bình brom chính là ancan là 0,3 nhân 2,4. 0,3 và nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 6,72 lít các cháu nhé. 6,72 lít. Rất là dễ dàng, rất là ngon lành cành đào, đúng không? Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 19. Cả nhà có hiểu không ạ? Nếu mà cả nhà hiểu thì cả nhà tác giúp chú Binh các cái cháu bị mất gốc hóa vào đây ạ, để chú Binh cân tim cho ạ. Cảm ơn cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà đã rất là nhiệt tình học. Chú Binh rất là thích dạy một cái tim mà nhiệt tình học. Câu số 19. Cho 8,96 lít hỗn hợp gồm một ankin và hai ancan. Đấy, lại gần gần giống với câu 18, chúng ta thử giải xem nhé. 8,96 thì chúng ta tìm được số mol là 8,96 chia 2,4 thì bằng 0,4 mol, đúng không? Hỗn hợp gồm một ankin. Ankin chúng ta là CnH2n trừ 2 và hai ancan. Hai ancan chúng ta là Cm trung bình H2m trung bình cộng 2 ở điều kiện tiêu chuẩn đi qua bình đựng nước brom dư. Đi qua bình đựng nước brom dư thì bình brom này hấp thụ thằng nào? Thằng ankin. Hấp thụ thằng ankin CnH2n trừ 2. Thấy có 4,48 lít khí thoát ra. Vậy 4,48 lít khí thoát ra này chắc chắn là thằng ancan CmH2m cộng 2. Đúng chưa? Mình tìm được số mol của nó bằng 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2 mol ancan thoát ra. Vậy số mol ancan trong này là 0,2. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của ankin là 0,4 trừ 0,2 thì còn 0,2.
Được chưa ạ? Mặt khác chúng ta lưu ý là một thằng ankin CnH2n-2 ngoan hai thằng brom ạ. Số mol của ankin ở đây là 0,2. Vậy số mol brom là 0,4. Vậy mình tìm được khối lượng brom tham gia phản ứng là 0,4 nhân 160 bằng 64 gam. 64 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Là đáp án C, tất cả đều sai các cháu nhé. Là đáp án C, tất cả đều sai. Ôi, dễ nhỉ? Thế mà các cháu có thấy là hữu cơ sợ là thế nào? Có chú Minh cân được hết, cân tim luôn. Câu số 20. Chưa thấy cháu nào từ nãy giờ phải ra gốc chuối cả. Đúng không? Chưa thấy một cháu nào lúc nãy giờ phải ra gốc chuối cả. Câu số 20. Câu số 20 này, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp. Ui, câu này hay thế. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, non chú Minh làm nhá. C2H4 này, C3H6 này, C4H8 này. Đốt cháy thì thu được CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3 mol. Và chúng ta tìm được số mol nước bằng 5,4 chia cho 18 thì cũng bằng 0,3 mol. Ok chưa ạ? Bờ thằng này là 0,3, 0,3. Đề bài hỏi giá trị của M thì chúng ta nhìn thấy tất cả bọn này đều là hydrocarbon. Và bởi vì tất cả bọn này đều là hydrocarbon nên chúng mình có một công thức thần thánh để giải. Đó là khối lượng của hydrocarbon. Hydrocarbon, khối lượng hydrocarbon thì bằng 12 lần CO2 cộng với lại 2 lần nước. Thực ra nó chính là bản chất là bằng MC cộng MH. Được chưa? Vậy mình thế vào là 12 nhân 0,3 cộng với 2 nhân với 0,3 nữa. Ok. 12 nhân 0,3. 12 nhân với 0,3 cộng với 2 nhân với 0,3 bằng 4,2 gam. 4,2 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 4,2 gam. Câu 21, các cháu hiểu chưa nhỉ? Câu 21 đây cũng tương tự đây, câu 21 cũng tương tự đây. Các cháu đã hiểu câu 20 chưa? Chúng ta sang câu 21 nhá. Câu 21, đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm, đây, gồm C2H4 này, C3H6 này, C4H8 này. Đốt cháy thì thu được CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3 mol. Mặt khác, hydro hóa hỗn hợp, vậy là cộng H2, được chưa? Thì thu được hỗn hợp X, rồi đốt cháy sản phẩm thì cũng thu được CO2. Này, chú hỏi các cháu nhỏ một chút là hydro hóa có ảnh hưởng đến số nguyên tử carbon ở trong này không ạ? Không đúng không ạ? Thế thì hoàn toàn chúng ta sẽ có là số mol carbon trong X có phải chính bằng số mol CO2 này và bằng 0,3 không ạ? Và carbon trong X này nó sẽ chui hết ra CO2 này bởi vì đoạn này không thêm CO2. Vậy bảo toàn carbon tiếp thì cháu này bằng 0,3. Vậy là 0,3 mà nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,3 mà nhân với lại 2,4 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 6,72 lít các cháu nhé. Bằng 6,72 lít. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 6,72 lít. Ok. Câu 22. Hello, chào Lưu Huệ Phương. Trước em cũng giỏi hóa lắm nhưng lâu không động rồi em quên hết. Thầy lấy lại gốc giúp em với. Các cháu đang theo dõi live stream của chú Minh ở đây. Chúng ta đang học cùng với chúng ta thì có cô Lưu Huệ Phương dạy toán nha. Cháu nào mà muốn học toán thì inbox cho cô Lưu Huệ Phương nhá. Cô cũng live stream suốt ngày, live stream như chú Minh ấy. Được chưa? Đấy, các cháu có thể vào cô Lưu Huệ Phương. Đây, chú Minh ghim ở lại trên này. Các cháu có thể vào cô Lưu Huệ Phương để đăng ký học toán với cô Lưu Huệ Phương nhá. Nhiều đứa nó hỏi là thầy ơi có biết ai dạy toán không, thì bây giờ chú Minh mạnh dạn giới thiệu các cháu cô Lưu Huệ Phương cùng học đại học sư phạm với chú. Dân đại học sư phạm luyện đề mới chuẩn được. Câu 22. Câu 22, chọn đúng các sản phẩm của phản ứng sau. Chọn đúng các sản phẩm của phản ứng sau. Ôi, câu 21 phải nói lại á. Đây chú Minh nói lại cho câu 21 cho các cháu coi này. Câu 21 nhá. Đầu. Đây. Nhìn kỹ này, cái dạng này rất hay thi nhá. Đấy nhá. Đây hỗn hợp này nhá, đốt cháy trong oxy để ra được CO2 này. Được chưa? Các cháu nhìn rõ nhé. CO2 này này, các cháu nhìn rõ nhé. CO2 này thì có phải là carbon ở bên trong là X để chui hết vào trong CO2 rồi. Vậy chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì anh này là 0,3 thì số mol carbon trong X là 0,3. Được chưa? Thế bây giờ thằng X để cho cộng hydro thì chẳng ảnh hưởng đến carbon. Sau đó mới đốt cháy với lại oxy. Đúng chưa? Đốt cháy với lại oxy này thì làm sao ạ? Thì khi đốt cháy với oxy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến carbon. Vậy là carbon ở trong X thì nó chui tọt hết ra CO2 này. Vậy là 0,3. Nhớ chưa? Nhớ kỹ cái dạng này cho chúng mình nhá. Nhớ kỹ các cái dạng này cho chúng mình nhé. Ok. Ok, thế nhá. Đây là 0,3. Cô Lưu Huệ Phương cô đang thắc mắc là thầy trẻ mà cứ xưng chú nghe già quá. Không già đâu. Trẻ thế để cho xưng chú để cho các cháu nó đỡ cờ rớt chú để chúng nó chăm học. Nào câu số 22. Nào câu số 22. Chúng ta có câu số 22. Chọn câu đúng
Chọn câu đúng sản phẩm của phản ứng sau. Chọn câu đúng của sản phẩm phản ứng sau. Các cháu chú ý nhá. Đây này, chọn câu đúng của sản phẩm của phản ứng sau. Thế cái chỗ này lúc nãy chú Minh giảng rồi. Các cháu chú ý này, bây giờ chú Minh giảng kỹ hơn cho các cháu nhé. CH này, CH này cộng với lại HOH, các cháu nhìn kỹ nhé. Về mặt bản chất, liên kết ba đứt ra tạo thành liên kết đôi. Đây, chia hai cái vạch ra, được chưa? Thằng này cắm ở một chỗ, thằng này cắm ở một chỗ. Ok, vậy mình nhìn nhé. Đây, thằng H đây, OH đây, cắm ở đâu mà chả như nhau, đúng không? Thế thì bây giờ cắm ở đây là OH cắm vào carbon chưa đôi không bền, ngay lập tức chuyển thành CH3, CHO các cháu nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok nha. Ủa, đâu rồi? Tưởng hết. Tí chết. 30 câu cơ mà. Quất full 30 câu nhá. Ủa, sao lại bị mất này? À đây đây, câu 23 đầu này. Câu 23. Nếu chỉ dùng AgNO3 trong dịch NH3 làm thuốc thử thì phân biệt được những cháu nào? Nếu chỉ dùng AgNO3 trong dịch NH3 thì phân biệt được các cái chất nào? À thế thì câu này bị trùng rồi các cháu ạ. Thì ta phân biệt được đáp án A, nó trùng bên trên rồi nhá. Chúng mình không giảng lại nữa nhá. Nó trùng ở bên trên rồi, chúng mình không giảng lại nữa nữa. Bây giờ mình sang câu 24 này, câu này mới hay này. Câu 24 này mới hay các cháu ạ. 24 này mới ối với cháu chết, mà có trong bài kiểm tra là toang hết cả lũ luôn. Toang hết sạch. Mình xem nhá. 24 này, hai anken có công thức phân tử là C3H6 và C4H8. C3H6 là cháu này, C, được chưa? C4H8, C4H8 mình chưa biết ạ. C4H8 chưa biết là cháu nào. Nhưng mà C3H6 là chỉ có một công thức này thôi. Phản ứng với HBr, phản ứng HBr thu được 3 sản phẩm. Thế các cháu lưu ý nhé, cái anh này này, cái anh propin này, cái anh propin này khi tác dụng HBr thì có phải là nó tạo được anh này không? Chia hai cái vạch ra. Brom thích cắm ở đâu được cắm? Brom cắm ở giữa này là sản phẩm chính này. Thì H cắm ở chỗ còn lại. Đúng chưa? Hoặc là chúng ta còn một sản phẩm nữa là brom mà cắm vào đầu. Brom mà cắm vào đầu thì H cắm ở chỗ còn lại, được chưa? Hai sản phẩm nhé. Vậy là riêng cháu propin thì thu được hai sản phẩm rồi. Mà đề bài yêu cầu của chúng ta là thu được 3 sản phẩm thôi. Vậy khi và chỉ khi C4H8 này chỉ thu được một sản phẩm. Được chưa? Mà C4H8 mà chỉ thu được một sản phẩm thì chắc chắn nó phải là đối xứng cao nhất, vậy nó chỉ có thể là anh này. Ok? Thì chỉ có anh này thì nó mới chỉ thu được một sản phẩm. Là brom cắm ở đâu cũng như nhau, cắm ở đây hay cắm ở đây đều như nhau hết. Được chưa? Vậy thì đáp án của chúng ta là propen. Và đây là 1 2 3 4. Bút mấy en ạ? Bút bút mấy en ạ? Bút 2 en các cháu nhá. Đáp án D, propen và bút 2 en. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Propen, bút 2 en. Ok? Ok hiểu chưa? Hiểu chưa? Câu này rất hay thi nhá. Chúng mình cần để cho các cháu phải hiểu, hiểu thật kỹ câu này thì mình mới làm được, không là toang nhá. 24 đáp án đúng chúng ta đáp án D, propen là bút 2 en. Ok? 3 sản phẩm các bạn. Lưu ý thu được 3 sản phẩm nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 25. Những chất nào sau đây không có đồng phân hình học? Ô câu này hình như lại bị trùng. Chất nào sau đây không có? Lưu ý cho chú Binh cái từ là từ không có đồng phân hình học. Vậy không có đồng phân hình học lúc nãy mình giải rồi. Đáp án đúng đáp án B, bỏ nhá. Câu 26 này. Câu 26 này mới khác biệt này. 26 này mới toang này. 26 này chúng ta phải sử dụng phương pháp nào các cháu ơi? 26 ta phải sử dụng phương pháp nào? C3H8 và C4H10 nhìn nhá. Đây là C3H8 này. Đây là C4H10 này. Có tỷ khối so với hydro bằng 25,5. C3H8 và C4H10 có tỷ khối so với hydro bằng 25,5. Vậy phân tử khối của nó bằng 25,5 nhân 2. Chúng mình có 25,5 mà nhân với 2 thì bằng 51. 51. Phân tử khối của cháu này 12 nhân 3 cộng 8, 12 nhân 3 cộng 8 bằng 44. 44. Thế còn cháu này ạ, 12 nhân 4 cộng 10, 12 nhân 4 cộng 10 bằng 52, bằng 58. Sorry. 51 trừ 44 thì bằng 7. 58 chia 51 thì bằng 7. 7 chia 7 thì bằng 1 chia 1. Vậy thì bởi vì là 1 chia 1 nên suy ra phần trăm về thể tích là gì ạ? 50 50. Tổng phần trăm là 100. Phần trăm mà cháu này là 1 chia 1, vậy thì chắc chắn là 50 50. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Là đáp án A. À, đúng rồi, phương pháp đường chéo kinh điển. Câu số 27 đây. Câu số 27 đây nào các cháu ơi. Xem nào, câu số 27 cháu nào làm được nè. Câu số 27 cháu nào làm được nè. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hydrocarbon X. Hydrocarbon X, vậy chúng ta đặt hydrocarbon là CHI. Càng lúc trôi xuống càng những cái câu nó chất chất hơn. Đốt cháy
vào oxy thì ta thu được CO2, số bon CO2 bằng 2,24 chia 2,4 thì bằng 0,1. Và 2,7 gam nước, chúng ta tìm được số mol nước nhá. Chúng ta tìm được số mol nước là 2,7 chia 18. 0,15 mol nước. 0,15 mol nước. Đề bài hỏi chúng ta là thể tích oxy đã tham gia phản ứng cháy. Ui, thế ngon quá, các cháu có nhìn thấy không? Oxy ban đầu chỉ nằm trong oxy, sau chỉ nằm trong CO2 và nước. Vậy chúng ta nghĩ ngay đến việc bảo toàn nguyên tố oxy. Được chưa? Bảo toàn nguyên tố oxy thì ta có này, hai lần số mol oxy, hai lần số mol O2 thì bằng mấy lần số mol CO2 ạ? Hai lần số mol CO2 cộng với mấy lần số mol nước ạ? Một lần số mol nước. Ok. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ được, hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ được số mol của oxy tham gia phản ứng là 2 nhân với 0,1 cộng với 1 nhân với 0,15 được bao nhiêu chia cho 2. Ok. Vậy ta có này, 2 nhân 0,1 cộng 1 nhân 0,15 bằng chia 2 bằng 0,175. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được thể tích 2 nhân 2,4 bằng 3,92 lít. 3,92 lít các cháu nhé. 3,92 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu ạ. Đấy, dễ không ạ? Quá dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Còn cháu nào chưa hiểu không ạ? Có cháu nào chưa hiểu không thì comment xuống đây để chúng mình giảng cho đến bằng hiểu thì thôi nào. Còn những cháu nào mà hiểu rồi thì thả chấm một cái để chúng mình biết nhá, để chúng mình giảng tiếp sang câu 28 ạ. Dễ hiểu quá còn gì nữa. Chỗ này mà không hiểu nữa thì chúng mình cũng chịu đúng không? Đấy, khẩn trương nhá. Cháu nào chưa share lại về tường thì share lại thật nhanh về tường. Ok, chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 28. Câu tiếp theo là câu số 28. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một hợp chất hữu cơ A. Chất hữu cơ A chưa biết là gì, đặt là A. 3 gam đốt cháy vào trong oxy thì thu được số mol CO2 của chúng ta bằng 2,24 chia 2,4 thì bằng 0,1. Nước, chúng ta tìm được số mol nước bằng 1,62. 1,62 chia 18 bằng 0,09 mol. 0,09 mol cộng với lại Na2CO3. Chúng ta tìm được số mol Na2CO3 bằng 1,06 chia 106, 0,01. Đề bài hỏi khối lượng oxy có trong 3 gam hợp chất hữu cơ. Khối lượng oxy có trong 3 gam hợp chất hữu cơ. Thế ở đây chúng ta lưu ý này, ở đây chúng ta lưu ý một chút này để chúng ta có thể làm được là đây là trong này là 3 gam thì chúng ta chưa biết được rằng là trong A có những thằng nào. Đây mình chắc chắn là trong A có carbon. Chắc chắn trong A có hydro. Chắc chắn còn trong A có natri. Và theo như đề bài nói thì có khối lượng oxy nên trong A cũng có cả oxy nữa. Đúng chưa? Đây là các nguyên tố có trong A. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tố các cháu nhé. Vậy bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tố nhé. Này, chúng ta đi bảo toàn nguyên tố là các cháu lưu ý này. Bảo toàn nguyên tố đầu tiên chúng mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Được chưa? Carbon này, carbon có ở trong CO2 và carbon có ở trong Na2CO3. Vậy đi bảo toàn này, 0,01 nhân 1 cộng 0,1 thì có phải carbon trong A là bằng 0,11 không ạ? Đúng là 0,11 không ạ? Đấy nhá. Tiếp theo chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Hydro trong này, hydro trong A chui hết vào trong nước, 0,09 nhân 2 thì bằng 0,18. Ok các cháu hiểu không? Tiếp tục nhá. Này, tiếp tục nhá. Này, natri này, natri này, đấy, bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri 0,01 nhân 2 thì thằng này bằng 0,02. Mà tổng khối lượng này đề bài cho chúng ta là 3 gam. Vậy hoàn toàn chúng ta có bảo toàn khối lượng. Chúng ta có 3 gam thì bằng Mc cộng Mh cộng M natri cộng với lại M oxy. Được chưa ạ? Vậy có phải là bằng 12 lần 12 nhân 0,11 cộng với lại 1 nhân với lại 0,18 không? Cộng với lại 23 nhân với 0,02 cộng với khối lượng của oxy. Và đề bài hỏi chúng ta là khối lượng oxy có trong 3 gam. Thế chúng ta chỉ trừ đi là biết thôi. Mình có này, 3 trừ đi 12 nhân 0,11 trừ đi 0,18 trừ đi 23 nhân 0,02 bằng 1,04. 1,04. Vậy chúng ta tìm được khối lượng của oxy có trong 3 gam hợp chất hữu cơ là 1,04 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Đấy, thì muốn giải được những câu này chúng ta cần phải sử dụng linh động các cái phương pháp bảo toàn. Đầu tiên là chúng mình hướng dẫn các cháu là phương pháp bảo toàn nguyên tố. Sau đó là đến bảo toàn khối lượng nhá. Hiện tại chúng mình đang có rất nhiều cái lớp dành cho 2K3, có cả khóa học full video, có cả khóa học live VIP. Cháu nào muốn quan tâm đến khóa học của chúng mình thì có thể inbox cho chúng mình. Ngoài ra chúng mình cũng có một quyển sách hữu cơ cực kỳ xịn sò. Cháu nào muốn mua quyển sách hữu cơ và đặc biệt quyển đấy đang giảm giá từ 145.000 xuống chỉ còn 95.000 đây nhá.
Cháu nào muốn đăng ký cuốn vô cơ, cuốn hữu cơ lớp 11 thì có thể inbox cho chúng mình. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 29. Câu tiếp theo câu số 29 các cháu nha. Một olefina. Một olefina. Olefina là CNH2N, olefin là tên gọi khác của anken. Vào brom dư. Vào brom dư. Vào brom dư thì chúng ta lưu ý là bình brom tăng 6,72 gam. Chúng ta có nhá, khối lượng bình brom tăng, bình brom tăng thì chính bằng khối lượng của A và bằng 6,72. Đề bài lại nói chúng ta là khối lượng brom đã phản ứng. Khối lượng của brom đã phản ứng. Hello, chào Vĩ Triệu Lê. Ok, cảm ơn. Ok nhá. Số mol brom phản ứng thì bằng bao nhiêu ạ? Khối lượng brom phản ứng đề bài nói chúng ta là bằng 19,2. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol brom phản ứng. Chúng ta tìm được số mol brom phản ứng bằng 19,2 chia 160. Chia 160 bằng 0,12 mol. 0,12 mol nhé. Vậy số mol brom phản ứng là 0,12 mol. Mặt khác chúng ta lưu ý rằng là một anken thì chỉ ăn một brom thôi ạ. Vậy hoàn toàn chúng ta suy ngược lại được số mol của anken là 0,12. Ok. Thế xong rồi chúng ta đã có khối lượng của anken nhá, chúng ta đã có số mol của anken nhá. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của anken. 12N 12N cộng 2N thì bằng khối lượng này là 6,72 chia 0,12. 6,72 mà chia 0,12. 6,72 chia N bằng 56. Bằng 56. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N bằng 56 chia 14 các cháu nhá. 56 chia 14 bằng 4. Vậy N của chúng ta bằng 4. Ok. Đây, nhờ tất cả các cháu đang theo dõi video livestream của chúng mình, tag các bạn các cháu vào trong video livestream này nhá. Vậy suy ra công thức là C4H8 các cháu ạ. Công thức là C4H8. Khi cho A tác dụng HBr cho một sản phẩm cấu tạo duy nhất. Lưu ý nhá, cộng với HBr mà chỉ tạo thành một sản phẩm duy nhất. Nhớ kỹ cái chú ý này của chúng mình này. Khi và chỉ khi A là đối xứng cao nhất. Nhớ chưa? A là đối xứng cao nhất. Vậy để A đối xứng cao nhất thì khi và chỉ khi A chỉ có thể là cháu này là đối xứng cao nhất. Bởi vì khi cộng với lại HBr, khi cộng HBr thì liên kết đôi dạng chân ra. Đây, chia hai cái vạch ra là dạng chân ra. Brom vào đây hay brom vào đây đều như nhau các cháu nhé. Brom vào đây hay brom vào đây đều như nhau. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là bút mấy N ạ? 1, 2, 3, 4. Đây là bút 1, 2, bút 2N. Bút 2N. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bò các cháu nhé. B bò. Ok. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, câu số 30. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, câu số 30 là chúng ta kết thúc toàn bộ cái phần mà tổng ôn về hydrocarbon rồi nhá. Câu số 30. Hỗn hợp A gồm một ancan và một anken. Hỗn hợp A gồm một ancan và một anken có cùng số nguyên tử carbon. Thế thì ancan cùng số nguyên tử carbon vậy nó là CnH2n cộng 2. Anken có cùng số nguyên tử carbon nó là CnH2n cùng số mol luôn. Vậy đặt thằng này là A thì thằng này là A. Ngon lành cảnh đảo. Hỗn hợp A là mất màu vừa đủ dung dịch brom. Cho chú Minh hỏi ancan có là mất màu dịch brom không ạ? Không ạ, đúng không? Vậy là mất màu dịch brom là anken. Số mol brom là 1,6 chia 160 thì bằng 0,01. Một thằng anken ăn một mol brom. Chúng ta luôn luôn có là số mol của anken CnH2n thì luôn bằng số mol của brom phản ứng nhé. Vậy suy ra A bằng 0,01. Vậy suy ra ancan cũng bằng 0,01 luôn bởi vì số mol bằng nhau. Ok. Đề bài lại nói chúng ta này, mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn, mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn là cộng oxy A thì thể tích CO2 thu được, được chưa, bằng thể tích 1,28 gam oxy. Thế thì thể tích mà bằng nhau, thể tích mà bằng nhau thì tương đương với lại số mol của CO2 bằng số mol của 1,28 gam oxy và bằng 1,28 chia 32. 1,28 chia 32 bằng bao nhiêu ạ? 0,04 mol. 0,04 mol. Ok. Vậy là số mol CO2 bằng 0,04 mol. Ngon lành cành đào chưa ạ? Thế thì đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon là sao? Đúng không cháu? Đây chúng mình đi bảo toàn carbon thì chúng mình có này, 0,01 nhân N. 0,01 nhân N cộng với 0,01 nhân N cộng 0,01 nhân N thì bằng số mol CO2 là 0,04. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N bằng 0,04 chia 0,02 thì N bằng 2.
N bằng 2, vậy thì chắc chắn thế vào công thức này ta thu được anh ăn can là C2H6 và thu được anh ăn kem là C2H4. Một cháu là C2H6, một cháu là C2H4. Bằng 2 mà. Bằng 2 mà các cháu ơi. Đây là 0,04 mà đây là 0,01, 0,12. Đấy, rất nhiều cháu chết ở câu này. Nhanh nhẩu đoạn đấy, 0,04 chứ 0,1 là chết. Chết luôn. Toang luôn ạ. Đúng chưa? Đây đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cơ mà. Vậy chỗ này nó phải là C2H6 và C2H4 nhé các cháu nhé. Đây các cháu nhìn thấy không? Rất nhiều bạn bị quay xe, một pha quay xe cực kỳ kinh khủng. Rất nhiều cháu chọn C, nhưng đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Ok, trên đây chúng mình vừa chữa cho các cháu toàn bộ về phần hydrocarbon. Các cháu hiểu bài chứ nhá? Nếu mà các cháu hiểu bài thì chúng mình nhờ các cháu là chúng mình là tag các bạn của các cháu vào trong video livestream, cũng như là xem mọi bài livestream của chúng mình.